xin mời Super Mentor Hương Giang nói một chút về video của mình. Em biết rằng là thực ra người Nhật giống như Việt Nam mình, họ rất 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 là tự hào với các sản phẩm của họ. Cho nên là Giang mong muốn đường khi người ta nhìn vào đây, người ta biết ngay đó là một sản phẩm của Nhật Bản. Hai nữa là với Hương Giang thì khách hàng lựa chọn fashion video chứ không lựa chọn viral clip hay là TVC. Thì Giang hiểu rằng là công dụng của cái sản phẩm nó phải được thể hiện qua cái biểu cảm. Tất cả các cái cử động cũng không có múa may nhiều mà là những cử động nhẹ. Giang muốn nhìn thấy từng giọt kombucha cuối cùng khi mà chảy ra thì giống như là những cái bí quyết để mà làm đẹp bị nhốt trong bóng tối, nó được bừng sáng, nó giống như là cái sự tái sinh của vẻ đẹp. Tôi cùng bạn vì cuộc sống khỏe đẹp hơn. The video was so good. I think it's a really good trait for a director, a producer like you are, a mentor and a leader. I think everybody here looks at the video and nobody can say that it's not good. And lucky for all of you to have Jennifer. Giang vui hơn rất nhiều bởi vì Giang biết là cái lời khen đấy là đang khen cho các người mẫu của mình. Đầu tiên chị nghĩ rằng là cả một cái team của em 6 người như này thì không biết rằng là sẽ phải sắp xếp và quay các bạn như thế nào. Nhưng mà mỗi người một vị trí quay rất tốt, các bạn diễn được kết nối với sản phẩm rất ok. Cũng hơi bất ngờ là bởi vì là nghĩ cái đoạn khi mà muốn nó phải là sau cùng thôi. Nhưng không ngờ là bị đẩy lên trước như này và nghĩ rằng là khi mà cái giọt kombucha khi em giỏ xuống là nó mang một cái ý nghĩa khác, khá bất ngờ. Mà bố cục nó rất là rõ ràng. Và đúng như tính cách của cô ấy là cô ấy luôn tìm hiểu tất cả mọi cái thông tin của sản phẩm cách kỹ càng và để bám sát và không đi lạc đề. Đối với anh thì anh lại hơi thất vọng về clip của Hương Giang. Cái em làm trên set quá tuyệt vời. Em sử dụng rất nhiều những cái long shot. Tất nhiên là long shot so với một cái fashion video thôi, chứ không phải là so với phim điện ảnh. Nhưng mà những cái cú long shot của em rất phê. Nghĩa là em cho một cái máy nó thả trôi nhẹ nhẹ từ từ theo cái nhịp nhạc, đi vào và đi một cái đường dài. Sau đó em có những cái cú lắc máy rất là đẹp. Nhưng mà đúng như anh lo sợ luôn, là với thời lượng 30 giây em không thể nào dựng hết tất cả cái đống chuột đó lên. Cái clip của em theo anh tưởng tượng á thì nó phải khác như vậy rất là nhiều. Và anh đã dự định là anh sẽ vote cho team em rồi. Lúc mà anh xem cái quá trình của Giang ở trên set á, anh thấy cái team em sẽ là cái team đậm cái tính fashion nhất. Nhưng mà khi chúng ta dựng lên á thì thật ra cái sự chênh lệch nó không có nhiều nữa. Anh Tiến chưa bao giờ thử lead một cái team quay một cái video nào nên là anh ấy đang tưởng tượng theo cái góc nhìn của anh ấy thôi. Quay nhiều hơn là để khi mà mình cắt ra, mình sẽ có một cái đường diễn dài của các bạn ý, để mình sẽ an toàn hơn trong cái việc mình nhặt cái biểu cảm ra, bởi vì team em còn đông và em cần cái sự an toàn đó. Giang muốn dựng một cái fashion video 30 giây thì Giang không muốn dựng một cái hình hiệu dài như hình hiệu của anh Tiến. Cho nên đấy là hai cái suy nghĩ khác nhau. Anh không có chê cái việc đó, nhưng mà anh chỉ muốn nói là cái tưởng tượng của anh về cái clip này của em là nó sẽ phải tuyệt hơn cái này rất nhiều. Chỉ là hơi bị thất vọng so với cái kỳ vọng của anh thôi, chứ đây không phải là một sản phẩm tệ. Trong cái video này của em á, anh cảm nhận được cái sản phẩm nó cũng là một vật phẩm thời trang. Cái điều duy nhất mà anh không thích đó là cái câu slogan cuối cùng của em, nó không có điểm nhấn. I think we work in fashion and we also work in commercial. Sometimes the client have to choose. They want fashion or they want commercial. Chris, he sell medicine, so never mind. Medicine can still be a client of yours. We have money.